Đây là cây hồng nhung thứ hai. Đây là cây đầu tiên này. Là bị lệch ống á, không phải là nó không chắc bơm là lệch ống thì Cường nó bảo vẫn bơm mà. À vẫn bơm. Chắc là ông Lưu làm lệch ống rồi. Mai nở rồi. To. To hướng rồi. Cái này nó... Ừ về nhá. Nếu cành sống thì chết.